Cuộc tuyệt thực của nhà hoạt động bị cầm tù Trần Huỳnh Duy Thức có thể đã bước sang ngày thứ 31, giữa lúc gia đình rất lo lắng cho sức khỏe của ông và nhiều người ủng hộ trong và ngoài nước cũng tuyệt thực đồng hành với ông và kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho ông ngay lập tức. Ông Thức, một trong những gương mặt nổi bật nhất trong phong trào đấu tranh đòi dân chủ ở Việt Nam, bị tuyên án 16 năm tù vào năm 2009 về cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Trao đổi với VOA hôm 13 tháng 9 từ thành phố Hồ Chí Minh, bà Lê Đính Kim Thoa, vợ của ông Thức, nói gia đình rất lo lắng về tình trạng sức khỏe của chồng bà và dù gia đình đã khuyên ông ngừng tuyệt thực nhưng ông không đồng ý. Rồi, khi bà muốn tám đi thăm thì anh nói là anh sẽ tuyệt thực, anh tuyệt thực tiếp tục, tiếp tục vậy thôi chứ không nghe theo lời gia đình khuyên. Từ hôm đó là đã được 18 ngày rồi. Thế bây giờ thì cũng gia đình cũng không có thông tin gì mới hết. Tại vì thời gian nó quá dài so với chịu đựng của một con người. Là. Tôi chỉ nguyện cầu xin cho anh bình an. Bà Thoa cho biết phía trại giam không phản hồi yêu cầu hỏi thăm sức khỏe ông Thức qua điện thoại. Bà chỉ trông chờ vào chuyến thăm tù vào ngày 15 tháng 9 để biết tình hình của chồng mình ra sao. Trong lần gặp gần đây nhất cách đây hai tuần, gia đình nói ông Thức trông rất mệt và yếu do tuyệt thực dài ngày. Lý do tuyệt thực là vì phía an ninh đang muốn gây áp lực buộc ông nhận tội để được đặc xá, theo lời thuật lại của gia đình. Hôm 12 tháng 9, nhiều cá nhân và tổ chức dân sự độc lập ở Việt Nam đã lập thỉnh nguyện thư, gửi Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch nước, chánh án tòa án tối cao và các cơ quan khác, yêu cầu trả tự do cho ông Thức ngay lập tức. Họ lập luận rằng trường hợp của ông đáp ứng các điều kiện luật định để được hưởng mức hình phạt thấp hơn mức án 16 năm tù mà ông đã bị tuyên phạt. Các buổi lễ cầu nguyện tập thể đã diễn ra ở một số nơi trong nước với sự tham gia của các tín hữu Kitô giáo và Phật giáo, từ Nghệ An cho tới Bà Rịa, Vũng Tàu. Đầu tháng 8, Bộ Công an nói nhà nước chưa có chủ trương đặc xá năm 2018 nên không có căn cứ để xem xét đề nghị đặc xá cho ông Thức.